Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một cái document mới trong InDesign. Có cái phần tag á, là nó sẽ snap vô cái baseline grid như thế này. Đồng thời mình cũng hướng dẫn các bạn cách để view cái baseline grid, chỉnh những cái thông số liên quan đến cái baseline grid này. Đầu tiên mình sẽ mở InDesign lên và mình vào trong file New Document. Thì mình cứ để những cái chỉ số mặc định, xong rồi mình create một cái new document, xong rồi mình sẽ chỉ các bạn cách để mà mình chỉnh những cái chỉ số này sau khi mà mình đã tạo file ha. Rồi sau khi mà mình có một cái file new document như thế này rồi á, thì để mà mình chỉnh lại một số những cái hiệu chỉnh của cái file này, giả sử như là nó có nhiều trang hơn rồi đi, giả sử mình đang làm việc ha, click chuột phải, xong rồi insert page, chọn 4 trang, ok. Trong trường hợp mà mấy bạn đang làm dở dang mà mấy bạn muốn thay đổi cái thông số của cái document này, thì mình có thể vào trong là File Document Setup, thì mình vẫn có thể chỉnh lại được cái thông số. Ví dụ như là cái file mình lỡ tạo là một trang lẻ thôi, nhưng mà mình muốn đổi thành facing page thì mình check vô trong đây ha, thì nó sẽ là một trang hay là hai trang đối diện nhau như thế này. Mình cũng có thể chỉnh lại về cái kích thước của nó. Nếu mà mình không có thích là 21x29.7, đó là kích thước A4, thì mình có thể chỉnh lại, đánh vô trong đây cái kích thước mà mình mong muốn ha. Cũng có thể chỉnh lại về cái hướng của cái document, ví dụ như là nó là dọc hay là ngang đó. Nếu mình chỉnh ngang thì nó thay đổi như thế này. Rồi mình cũng có thể chỉnh về cái margin, là cái chiều lề ha. Nếu mà mình không có thích là chiều lề như thế này thì mình có thể chỉnh lại 2cm đi. Ở top mình muốn chỉnh nhiều hơn một tí thì có thể là 4cm. Cái phần inside thì nó thường nó cuốn vào gáy nên mình muốn chừa thêm nó thành 2.5 chẳng hạn như vậy ha. Đó, nếu mà có bleed thì mình có thể chỉnh bleed, còn nếu không thì mình bỏ qua cũng được, xong rồi mình ok. Thì đó là cách mà mình có thể chỉnh lại cái kích thước của cái document và mình chỉnh lại những cái chừa lề này kia. Còn nếu mà mình muốn chỉnh lại về cái số cột thì như thế nào ha. Ở đây nếu mà các bạn hover lên những cái trang này, các bạn sẽ thấy là nó đang được A Master Apply, nó hiện ra hết như vậy. Thì mình muốn chỉnh lại cho tất cả các trang này thì mình sẽ chỉnh nó trên cái A Master ha. Mình double click lên đây, chọn cả hai trang. Thì mình có thể scroll thử ha, nếu mà nó không chạy đi đâu hết, nghĩa là nó đang ở trên A Master rồi. Cái chỗ này mà nó đang là tô xanh cái chữ A Master như thế này cũng có ý nghĩa là mình đang làm việc ở trên cái trang A Master rồi ha. Thì mình muốn chỉnh nó thì mình chỉ vào trong layout margin and column. Nó sẽ cho phép mình chỉnh lại về số cột mà mình muốn set cho cái file InDesign này ha. Giả sử là 7 cột đi, và khoảng cách giữa các cột là 0.6cm. Đó, thì mình sẽ có được cái chia cột hoàn toàn khác. Ở đây mình cũng chỉnh được cái margin của nó luôn, nhưng mà nó chỉ áp dụng đối với A Master thôi. Nếu mà trong trường hợp file của mấy bạn mà có B Master hay C Master thì nó sẽ không áp dụng cho B và C Master. Còn nếu mà mình chỉnh nó trong cái document setup lúc nãy thì nó sẽ áp dụng cho tất cả các trang ở trong cái document này luôn ha. Rồi mình ok. Vậy là mình đã có được cái file InDesign có chia cái số cột mình mong muốn. Mình cũng biết cách chỉnh lại cái kích thước và chỉnh lại cái số cột nếu mà mình không ưng ý đối với cái file mình tạo lúc đầu. Tiếp theo mình sẽ chỉ các bạn cách mà để tạo cái phần body copy của cái văn bản này và nó snap vô trong cái baseline grid. Đầu tiên để hiển thị ra cái baseline grid thì mình có thể vào trong view nè. Mình vào trong Grid and Guide và mình chọn vào cái chức năng là Show Baseline Grid ở đây ha. Mình click vào nó. À, do hồi nãy là nó zoom out cho nên nó nhỏ quá, nó không hiện được cái Baseline Grid ha. Mình có thể zoom in thì sẽ thấy nó hiện ra cái Baseline Grid như thế này. Nếu mà mình muốn chỉnh lại những cái thông số của Baseline Grid thì mình có thể vào InDesign Reference, rồi mình chọn Grid ha. Thì ở cái phần này là cái phần mà các bạn có thể chỉnh cái thông số về baseline grid ha. Mình có thể đổi màu của nó, nếu mà không thích light blue thì có thể đổi thành màu khác. Ở đây nó start từ chỗ 1.27cm. Thì mình nhìn qua trên cái file ở đây mình thấy là nó bắt đầu từ trên đầu trang xuống 1.27cm là nó bắt đầu có baseline grid ha. Mình không thích như vậy thì mình có thể chỉnh lại là 0cm, nghĩa là nó bắt đầu từ đầu trang. Mình không muốn bắt đầu từ đầu trang mà mình muốn bắt đầu ở trong mấy cái margin của mình, thì mình chọn là top margin thay vì top of page ở đây. Cái increment every á, là cái khoảng cách giữa hai cái dòng baseline. Thì
Thường mình hay chọn cái khoảng cách dòng của body tag là 12 pound, cho nên mình để ở đây là 12 pound. Nhưng mà nếu mà khoảng cách dòng của body tag của mấy bạn mà nó khác đó, thì mấy bạn có thể chỉnh lại ở chỗ này dạng cho cái phần body tag của mình nó snap vô cái baseline grid được ngay ngắn ha. Sau khi mà chỉnh mấy cái này xong mình ok thì mà các bạn sẽ để ý thấy sự thay đổi của cái baseline grid ở bên ngoài nha. Ok. Đó, thì nó sẽ canh vô trong cái margin và nó bắt đầu từ cái top margin ha. Rồi mình sẽ thử tạo một cái box text bằng cách vào cái type tool. Xong rồi mình vẽ ra một cái box text như thế này. Mình click chuột phải và chọn fill with placeholder text. Thì mình sẽ có những cái text dummy ở trong cái box text này. Thì ở tình trạng hiện tại thì cái dummy text này của mình nó hoàn toàn không có canh với cái baseline grid ha. Tại vì cái khoảng cách dòng của nó là 14.4, còn cái khoảng cách giữa các cái line baseline của mình nó là 12, cho nên nó sẽ không có thể nào mà align được với nhau hết. Thì cái thao tác của mình sẽ là chọn hết text ở trong đây, xong rồi mình set thành cái dạng body text mà mình mong muốn ha. Giả sử như mình muốn cái phông chữ là avatar đi. Chọn avatar regular. Mình không thích cái cách mà nó ngắt từng từ xuống dòng như thế này thì mình sẽ bỏ chọn cái hyphen A ha. Để làm như vậy thì mình sẽ vào Window, Type and Table, Paragraph. Thì nó sẽ hiện ra cái cửa sổ này, mình có thể bỏ chọn cái hyphen A ở đây thì nó sẽ không có ngắt dòng từng cái từ nữa. Sau đó thì mình sẽ chỉnh lại cái kích thước chữ ở đây chút xíu ha. Chỉnh lại thành 9 pon, cái khoảng cách dòng hồi nãy mình chỉnh cái baseline grid là 12 pon nên khoảng cách dòng mình là 12 pon. Rồi sau khi mình chỉnh khoảng cách dòng rồi nó vẫn chưa có dính vào cái baseline grid mà mình phải thủ công đẩy cái dòng này đi như thế này thì mình không có muốn như vậy ha, mình muốn nó tự động nó canh cho cái từng cái hàng nằm trên từng cái baseline grid luôn. Thì mình làm như sau. Mình sẽ chọn hết text. Xong rồi mình vô trong cái phần paragraph style. Nếu mà bạn nào chưa có cái paragraph style ở đây thì các bạn sẽ vào window và chọn vào cái chỗ style này, xong rồi paragraph style. Thì nó sẽ mở ra cái cửa sổ paragraph style ở đây ha. Rồi mình bấm vào dấu cộng thì nó sẽ tạo ra một cái paragraph style một như thế này. Thì mình sẽ double click lên cái style mà nó vừa mới tạo. Xong rồi mình có thể đặt tên cho nó ở chỗ này thành là body tag. Rồi cái chỗ mà indent spacing này nè, nó sẽ có cái chỗ là align to grid. Thì thay vì nó là none á, thì mình sẽ chọn thành online. Thì khi mà mình vừa chọn thành online thì các bạn thấy tự động text của mình nó sẽ snap vô trong cái baseline grid như thế này ha. Mình sẽ ok. Rồi nếu mà mình tạo thêm text vô đây ha, fill with placeholder text ha, tạo thêm text. Xong rồi mình dẫn ra hai cột như thế này. Thì mình thấy cái tag ở bên cái cột thứ hai khi mà nó đổ thêm tag ở bên đây qua nó vẫn snap vô cái baseline grid. Lý do là vì cái chỗ cái thông số này của mình nè, cái chỗ indent spacing align to grid của mình là chọn là online. Nhưng mà nếu mà mình chọn là first line only á thì nó sẽ không có canh được ở bên cái box thứ hai, tại vì nó sẽ chỉ có snap vô baseline grid ở cái dòng đầu tiên của mỗi cái paragraph thôi. Nếu mình ok ở đây nha thì các bạn sẽ check out thấy cái paragraph này nè, nó có một phần nằm bên box tag này và một phần nằm bên box tag này. Thì khi mà nó qua bên đây á thì nó không phải là cái dòng đầu tiên của cái paragraph, cho nên nó không có snap vào được cái grid ở đây, cho nên nó bị nhích đi một tí xíu ha. Tới cái đoạn tiếp theo thì nó lại snap được do nó là dòng đầu tiên, xong rồi nó lại cái khoảng cách dòng nó là 12 pon thì nó sẽ tiếp tục snap vào cái baseline grid. Đó là lý do mà ở cái phần mà body tag á, thì mình sẽ chọn cái thông số ở cái chỗ này đó là online. Rồi mình ok ha. Thì đó là cái cách mà mình tạo cái document có cái phần body mà nó snap vào cái baseline grid và cái cách hiệu chỉnh baseline grid luôn. Mình hy vọng là video này hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.